Rồi xin chào anh em nhé, mình bán cái bộ này các bạn, bộ 10.8 mình xài thì do là điều kiện công việc mình không có sửa xe nào nữa, mình bán thôi. Anh em nào ưng ý thì mua nha, đầu mình xài giá nó mắc rồi, nó có nhiều full bộ, cái sạc 81, pin 10.8, tại còn có cục rồi, 10.8 mỏng nha, đóng lại 2.5A. Test sơ sơ nhận sạc trước. Thì cái này anh em nào làm xe Honda như là làm nồi nè, làm nồi làm máy đó, cây này để mở ốc chích máy nữa, bạn ngắt lực nó 40 cấp rất là ngon. Thì mình được chỉnh được cái lực nhuyễn ha, các bạn muốn nghiên cứu bạn sao tra cái số nào nó vừa với cái lực hấp nào đó, thì mình xài có cái bù lon cũng vậy, ngắt lực được luôn. Cái này có năm mấy newton thôi, mình mở ốc nồi máy đồ, mà nào làm xe số xe ga rồi chắc mở cũng được nồi thôi nha, chứ không phải mở bánh 1.8. À làm cái đầu mốt pin mình test nhận sạc thôi, pin đóng lại để ở này là nó có xả đẹp nha mọi người. Bộ lon mình đang để cấp để 30 này. Rất là mạnh. Đây mình chỉnh cái chỉnh này. Để chỉnh ngắt lực nhỏ nhỏ để mình test ngắt lực chứ số lớn mình dình không nổi. À 30 cấp rồi, số 1 rồi ha, cho nó dễ. Một cho nó ngắt. Ngắt đèn xanh lên nè. Đèn bóp nè. Này nó dặn các bạn bóp công tắc quen tay á, chỉ dặn 10 con như 10. 40 cấp nè bạn. Lực nhỏ nhất là 16 Newton nè ha. 16 Newton mét nè, lớn nhất là 53, mình cứ dựa theo cái số mấy chục cấp trên đây mình chia ra thôi. Hoặc là bạn có máy test thì bạn đo, hoặc là mình tính theo tương đối, nói chung nhà máy nó tính sao mình không biết, nhưng mà nó đây nó có 30 số mà ở đây nó chỉnh dao động từ 16 tới 53 thì một nấc lực nó bao nhiêu bạn chia ra ha. Cái vít cũng vậy, cái vít mình hay mở ốc ốc cái nóc nắp máy nắp nồi mình để số 3, chiều ra thì không có ngắt, các bạn ngắt chiều vô, các bạn nhìn là máy mới nè, không tắt không có dấu gì hết. Tem thì nó dính dơ dơ. Ngắt lực nè. Báo đó. Còn nó ngắt sai là nó không ngắt mà nó báo đỏ nè. Ngắt nè. Thì cái bộ này chỉ có vậy thôi. Một cái máy, hai cái máy, một cục pin, một cục sạc 81. Với cái đầu mod remote này cũng nhà anh em quen biết rồi chia lại thôi, chứ mình cũng không có giỏi gì mình mua được cái này. Cái bô này mình bán là 4,5 triệu các bạn, 81 điện 100V nha, 4,5 triệu không có bán lẻ nha. Biết cái giá này cũng ít người xài lắm, ít ít người chơi đó, mà ai thích đúng công việc thì chơi rất là ngon. Không thôi đó, thì một thang máy, hai thang máy nè, cục sạc nè, với cục pin 1.8 mỏng nè. Mỏng mà đóng loại xe 2,5 rồi xài ok ngon, đóng mà nó nhận sạc, quan trọng là nó còn nhận ok hết á, không bị xả vậy là được các bạn. Vậy ha. Sẵn ở đây mình chia sẻ thêm cục pin, mà ví dụ nhiều người ta đóng pin nó mà nó nghe như cục này nè, cũng anh em dạng điện lực á, biết xài á, nhưng mà xài vậy nè mà pin nó lệch lệch rồi mình báo thì người ta cái nhiều lúc tâm lý người ta nghi ngờ á.
này pin thì chỗ khác đóng vậy gì cũng nhờ mình sửa thôi, nhờ thay cái vỏ. Nhưng mà bây giờ đi mua cái vỏ về mà sale pin đó, nó gần hư rồi, thôi mình dán mình trả lại luôn cho mấy anh xài đỡ đi. Nhiều lúc mình nói sale này nó lệch rồi, nó gần hư rồi, người ta cũng hiểu. Có cặp thì 3.6, cặp 3.8 rồi, hai cặp 3.8 cũng lệch nhau chút, cặp 3.6 mấy thì nó lệch nhau rồi đó. Và sắp xếp thì không có cách điện, mình thấy rất ớn là mình muốn làm lại thôi, chứ thật ra không có muốn sửa trên cái cục này. À, giờ mình mới nhét mấy cái miếng cách điện ngay mấy cái đầu này nè, nhét rồi mình vô tí keo sơ sơ. Rồi của mình hay xài keo, không có ít xài keo nến, mà keo nến là chỉ khô tức thời thôi, mình xài cái chai con nó khô á, xong rồi nó sẽ có chịu được đàn hồi nè, chịu được nhiệt nè, nó không bị bung như keo nến. Keo nến thì được cái dán nó khô liền đó, giờ nó vậy mình dán keo là mình trả thôi, chứ mình nói người ta không hiểu, người ta nghi ngờ mình vẽ hay gì đó, thấy có vẻ nghi ngờ quá, thôi mình trả đơn giản. Còn này đó mình tính giá là hợp lý không đây? Cái đầu mót khá là mắc nha bạn, tầm 1,5 triệu đến 2 triệu á, không có nữa. Nên mình bán hết là 4,5 triệu bao ship luôn. À, quên rồi, này có cái xác máy nữa, xác máy này nè, tặng các bạn luôn 4,5 triệu. Cái xác máy này thì nó không có ngắt lực mà, nhưng mà lỡ bạn xài nó có hư thì bạn lấy motor đồ cũ qua xác chạy bình thường nha, không có cái đầu búa bể mà nó văng mất cái đầu búa. Cái dòng này thì nó dễ chịu, cái dòng đời không có chỉnh lực này nè, không có chỉnh lực thì nó không có đòi hỏi cái chính xác gì á, cái nguồn điện chính xác thì nó ít kén pin hơn. Thứ hai đó, bạn kẹp nguồn nó cũng vẫn chạy được ha, kẹp nguồn được rồi. Còn những cái máy ngắt lực thì kẹp nguồn nó không chạy các bạn, ngắt lực nó phải kiểm soát kỹ hơn ha, mà mình xài mình biết vậy thôi. Rồi, giá 4,5 triệu. Có nhiều khi các bạn thấy những cục pin đó mình nhận sửa, nhiều khi mình báo tin đó mình không muốn làm là vậy, mà làm rồi có vài bữa nó sửa sửa trên đó nó hư rồi, hay là nó ra mấy bạn làm rớt vậy là về bạn xài thời gian nó cháy nổ gì đó, thì lại đổi từ tâm lý là nó nghĩ là do cái người sửa sao làm, bởi vậy là mình không ít nhận là vậy, không có nhận sửa. Còn những cái pin mình đóng á, thì ví dụ trục trặc thì các bạn gửi là mình, các bạn không biết mà tháo ra chọt chọt mà nó hư. Máy cũng vậy, hư nhẹ mà chọt cái thành hư nặng ha, mà ha, cái người nghĩ đơn giản là sạc hư thì cắm nổ rồi, nổ rồi chơi dây đồng chà bá nói qua nó nổ thêm nặng, hoặc là cầu chì người ta có 3 ampe, 7 ampe là tối đa, nó quất cái cầu chì 20 ampe vô, còn gì nó gây sạc. Mình không biết cái hành động nhỏ mình đó nó gây ra điện, mà nó gây ra thiệt hại cho các bạn lớn đó. Sau này có thể là sửa không được luôn ha, chứ không phải là mình cái thừa này mình xài mình phải kỹ đồ, với lại biết thì mình nhắm mình làm được thì mình làm, không được thì mình gửi cho người dễ sửa. Tại sao cùng một cái loại sạc đó mà mình bán cho người một người hư á, cũng là người ta là dân điện cơ luôn, người ta bán đồ điện thôi, người ta không bán đồ pin, là hư là người ta gửi là mình sửa được, sửa dễ dàng luôn, không có lấy tiền cùng cái bệnh đó. Nhưng mà bán cho một người khác xài thì người khác lại hư, người ta quất cái cầu chì 20 ampe vô nó lại nổ vô tới trong. Mà những cái sạc mà như thường thường giá nó có 200 ngàn, các bạn nổ vô tới con IC tới dao động tùm lum hết rồi, à, mình đi sửa nó thì cái công nó nhiều hơn nữa, bây giờ mình cái đó mình không sửa không. Mua cái mới luôn chứ còn sửa gì nữa. Cái nào mình ví dụ các bạn, đó là tự mình dọc thì mình phải chịu học phí thôi các bạn ha. Đó, đây mình chia sẻ để anh em biết xài ha, cái nào đồ điện nó không có cái chuyện đấu sai rồi đấu lại ha. Có nhưng mà nó thường có rủi ro trong đó mà ha, không phải là đồ cơ khí siết sai nhẹ ngóc này rồi tháo ra siết lại, đồ điện có cắm DC cắm ngược cực hay gì là ít trả giá ít hay nhiều thôi, chứ không có chuyện mà cắm lộn cắm lại. Tôi mới vừa nhá vô không có nhá vô là xong rồi đó, điện mà nó nhanh lắm. Và xin cảm ơn, chào lại chị các bạn nha. Cái bộ này là bộ mình xài, mình giờ lý do mình bán là do giờ là đi xe mới với lại xe cũ mình bán hết rồi, thứ hai là không còn thời gian với lại sức khỏe ngồi sửa xe nó cũng khá là mệt. Mà các bạn nào mà có làm hay không làm nghề những cái này, những dặn những con xe mà mình thích dặn lực chính xác nha, nó ngắt lực nó quá tay, nó cũng giống như cần lực mà là xài điện tử vậy đó. Những con này là nó có cấp độ khác nhau mà ha, con này nó cái mặt nó chỉ có vậy thôi.
Rồi, thấy con này nó khó nè, thấy không? À, quên chỉ hướng dẫn các bạn, chia sẻ bạn cách chỉnh đầu mót nữa. Mình cắm một pin vô nha, đừng bấm nha, giữ cái nút đèn này vừa bấm vậy đó, rồi bóp công tắc vô đó, nó lên vậy là mình mới chỉnh lực được ha. Chỉnh xong rồi mình bấm cái nút xanh nha các bạn đó, chỉnh nó vô tăng nè, cái này là tăng lên là 4 nè, 5 nè, tắm xong mình bấm nút xanh đó. Con này nó kêu tiếp, con này nó không kêu nha, nhưng mà số nó đứng lại là được ha. Rồi,